Xin chào các bạn. Trước mặt mình và cũng trước mặt các bạn luôn là một cái hộp rất là to của cái màn hình đến từ Acer, tên là Predator Z35P. Thế thì cái màn này nó to đến cái mức ra là cái hộp của cái màn này nó to đến cái mức mà bọn mình không thể nào để được thêm cái gì ở trên này nữa. Các bạn có thể thấy đây, bọn mình phải cắm máy ghi âm ở đây. Cái hộp này nó rất là to. Thì hôm nay mình sẽ cùng mở hộp cho các bạn xem. Thực ra thì cảm quan ban đầu mình thấy là cái hộp này nó to hơn cả một số cái hộp khác của những con LG mà kích thước 38-40 inch. Ở trên cái hộp này thì mặt trước mặt sau, tức là cái mặt mà mình đang nhìn thấy và cái mặt mà các bạn đang nhìn thấy nó hoàn toàn giống nhau, đều có một cái mô phỏng của cái sản phẩm của chúng ta ở bên trong. Logo của Predator ở bên trái, mình cũng không biết, bên trái của các bạn cũng là bên trái. Ở trên và ở phía bên cạnh trái của hộp, ngoài tem của nhà sản xuất ra, chúng ta sẽ có một số những thông số ở trên hộp luôn, bao gồm có 35 inch hoặc là 89cm này, độ phân giải QHD, hỗ trợ hiển thị sRGB, wide view angle, góc rộng này, cơm tỷ lệ 21:9, màn hình trong tỷ lệ 21:9 và được hỗ trợ công nghệ NVIDIA Rsync. Ok, không nói nhiều nữa, bây giờ mình thử mở hộp ra nào. Đây, mình sẽ khắn cái mặt trước của nó rồi. Bây giờ mình mở ra. Đấy, khi mà mình mở hộp ra thì cái hộp này nó được làm theo chiều ngang, tức là cái mặt này, tức là cái mặt này này nó là mặt trước, nhưng mà sau khi mà các bạn mở ra thì các bạn phải quay ngang cái hộp ra và chúng ta mới có thể xem xét ở bên trong được. Sơ giúp được cái sơ này. Ok, thế ở bên trong này thì đầu tiên chúng ta sẽ có một cái hộp xốp rất là lớn như này, có sách hướng dẫn sử dụng và bảo hành, chính sách bảo hành. Đây, mình sẽ để nó sang một bên, không biết để bên nào, cái hộp này to quá ở đây. Ngoài ra thì chúng ta sẽ có ba cái cable kết nối, bao gồm có một cái display port, một cái HDMI, một cái USB 3.0 cùng với một cái power cord nữa. Ok, đó là những cái phụ kiện của chúng ta. Cảm quan đầu tiên của mình về cái màn hình này là đương nhiên rồi, bởi vì nó có kích thước lên đến 35 inch, thế nên là nó rất là rộng và to, với hệ trải nghiệm chúng ta sẽ khá là tốt ở trên chiếc màn hình này. Đồng thời thì tỷ lệ của nó là 21:9 và nó có hỗ trợ cái màn hình kiểu hơi cong cong này, đúng theo xu hướng rồi. Mình sẽ nói qua một chút về cái thiết kế của cái màn hình này như cái cảm nhận ban đầu của mình. Thì đây là một cái màn hình mà nó thực sự nó rất là góc cạnh và nó hợp với cả game thủ, với cả các góc thì như các bạn thấy là nó được các góc rất là sắc bén, cũng như là cái tông màu đỏ đen. Thì khi mà các bạn quay ra mặt sau, các bạn sẽ thấy chúng ta sẽ có một cái lớp màu đỏ ở đây và dưới đáy màn hình cũng như vậy. Dưới đáy màn hình chúng ta sẽ có một lớp màu đỏ nữa, và đây là một cái tông màu làm nổi bật cái góc cạnh và cũng là cái màu sắc nó rất là đặc trưng của Predator rồi. Ở phía mặt trước của chúng ta thì sẽ rất là tối giản. Ngoài kích thước 35 inch và tỷ lệ 21:9 ra, chúng ta sẽ có một cái logo Predator ở đây. Thì mình nghĩ là cái logo Predator này là một cái chi tiết đủ để làm anh em mê mẩn rồi, không cần phải có bất kỳ một cái gì lằng nhằng khác cả. Nói về phím bấm một chút thì phím bấm của chúng ta sẽ được giấu dưới đáy màn hình và chúng ta có tổng cộng là 6 phím với các cái kích thước từ nhỏ đến lớn. Nói về những cái cổng kết nối của chúng ta thì chúng ta sẽ có hai cái bộ kết nối, một bộ là ở đằng sau cái màn hình này và một bộ được giấu ở phía bên dưới. Tổng cộng chúng ta sẽ có 4 cổng USB Type A, một cổng USB Type B, một cổng HDMI, một cổng DisplayPort, một cổng nguồn và cổng 3.5mm nữa. Như các bạn cũng thấy thì mình cũng nói luôn những cái đặc tính ở phía mặt sau này. Thì chúng ta sẽ có một cái mặt sau khá là góc cạnh, chứ nó không cong cong như ở phía trước. Thay vì là cong cong như ở phía trước thì ở dưới chúng ta sẽ nhìn thấy có một cái G lên như này, tức là nó có một cái đỉnh ở giữa. Thực sự trông nó rất là vô mức, tức là hai cái mình có cảm giác là cái mặt trước và cái mặt sau của cái màn hình này nó khá là đối lập với nhau ấy. Và đương nhiên là chúng ta không thể nào bỏ qua được cái chân đế của cái sản phẩm này. Thì Acer đã làm cho chúng ta một cái chân đế có hai cạnh vươn dài ra như thế này. Thì mình thấy là với một cái kích thước là 35 inch thì cái màn hình này chỉ có hai cái chân, những tưởng như là nó sẽ rất là mong manh và nó không được chắc chắn cho lắm. Nhưng mà trái lại thì hai cái chân này nó vươn ra rất là rộng. Hai chân này vươn ra rất là rộng, bám chắc vào mặt bàn, và mình nghĩ là sẽ không có cái tác động nào mà có thể khiến cho cái màn hình chúng ta đổ xuống hay là như nào cả, trừ khi mà những tác động này là những tác động rất là mạnh. Và cái chân đế này sẽ được kết nối với cái màn hình của chúng ta bởi một cái trục xoay, và cái trục xoay này thì rất là linh động, sẽ giúp cho người dùng chúng ta có thể sử dụng được hầu hết trong bất kỳ trường hợp như nào. Dù chúng ta muốn góc nhìn như nào thì mình nghĩ là Z35P hoàn toàn có thể đáp ứng cho các bạn. Thế thì cái điểm cuối cùng mà mình muốn nhắc đến về thiết kế của con Z35P này là tất nhiên là với một cái kích thước như thế này thì mình
thấy là Acer không hoàn thiện theo kiểu zero frame rất là hợp lý. Các cái việc của nó khá là dày như thế này, và mình nghĩ là cái điều này thì anh em game thủ hoặc là các anh em đơn giản là con trai thì sẽ thích cái điều này hơn là những cái viền mỏng theo xu hướng sexy một chút. Chúng ta sẽ đi sâu hơn vào cái phần thông số của chiếc màn hình này của chúng ta. Chắc là từ nãy đến giờ các bạn đã nghe chán chê về 35 inch này rồi 21:9 này. Mình sẽ nói qua một chút về cái lý do mà mình cực kỳ thích cái màn hình này, bởi vì độ phân giải của nó là 3440x1440, tức là chuẩn hơn 2K một tí tẹo. Và tại sao mình lại rất là thích cái độ phân giải màn hình này? Bởi vì nó có thể cân bằng được giữa độ phân giải và tần số quét. Như chúng ta đã biết thì những cái màn hình gaming thì các bạn đã quen và rất là thích những cái tần số quét như kiểu 144Hz. Nhưng mà nếu mà tần số quét màn hình mà quá cao ấy thì chúng ta sẽ phải hy sinh độ phân giải. Tức là nếu như mà độ phân giải càng cao, tần số quét chúng ta sẽ phải thấp xuống một chút. Vậy thì với cái kích thước 35 inch và độ phân giải là Quad HD như thế này thì Acer Predator Z35P mang đến cho chúng ta một cái tần số quét là 120Hz. Và mình nghĩ là như thế là ổn hơn rất nhiều so với 60Hz. Thay vì là làm một cái màn hình rộng hơn, độ phân giải khủng hơn, xong rồi tần số quét là 60Hz, chắc là anh em cũng không thích. Hay nói cách khác thì Z35P là một cái sản phẩm cực kỳ trung tính, và nó là sự kết hợp khá là hoàn hảo của cả thông số này, chất liệu và thiết kế. Mình nghĩ là một cái giá khoảng gần 30 triệu cho nó là hoàn toàn xứng đáng. Và nói sâu hơn một chút về cái phần thông số kỹ thuật nữa, chúng ta có độ trễ của cái màn hình này là 4 mili giây, và độ sáng tối đa là 300 nit. Màn hình này thì hứa hẹn sẽ cho cái trải nghiệm màu rất tốt, bởi vì cái màu mặc định của nó là được tối ưu về độ bão hòa màu. Thế nên là chúng ta không cần phải cân chỉnh lại quá nhiều, chỉ cần cắm vào mà dùng thôi. Thứ hai là cái khả năng hiển thị của nó, thì nó hiển thị được 78% NTSC, 81% RGB và 100% RGB. Và nếu như các bạn nghĩ là cái màn hình này sẽ mang lại cho các bạn sự mỏi mắt khi mà các bạn trải nghiệm thì mình nghĩ là không đâu. Thứ nhất là bởi vì mặc dù nó có kích thước khá là lớn lên tới 35 inch, nhưng mà như thế này là còn gọn gàng hơn khá là nhiều so với một số những cái mẫu mà tỷ lệ nó kéo dài đến 32:9, kích thước là 49 inch chẳng hạn. Thì nếu như bạn nhìn theo đường chéo thì nó rất là mỏi mắt và cực kỳ chóng mặt, đau đầu khi mà bạn chơi những cái game mà nó chuyển cảnh liên tục ấy. Còn mình nghĩ là với 21:9 35 inch của Z35P thì đây là một cái tỷ lệ cũng như là một cái kích thước hoàn toàn vừa vặn với hầu như tất cả những người dùng chúng ta. Ok, đó là Acer Predator Z35P. Bạn nghĩ thế nào về chiếc màn hình này? Hãy để lại ý kiến ở phần bình luận bên dưới nhé. Đừng quên đăng ký kênh TNC, và mình sẽ còn hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Bye.